Ok, hãy vô. Hello, xin chào. Nãy giờ nói nhiều quá, lẹo hết cả lưỡi. Thì ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với buổi inbox ngày hôm nay của mình. Thì đầu tiên là về em bên trái mình trước đi ha. Thì đây mình có thể gọi tạm gọi là sale con ha, sale junior. Đây là một em sale mà một trong mấy em sale mà được tách ra khỏi người của em sale Final Four mà mình đã từng review. Thì đây, chỉ là em nó kiểu cái chút xíu gì đó và khác màu một tí. Thì so với em sale kia là xanh lá cây, thì em sale này chính là xanh dương. Và ngoài ra thì em sale này tuy là nhỏ nhỏ vậy thôi á, nhưng mà mọi người biết không, em nó ngốn của mình tới tận 30 đồng chưa tính thuế. Thì em nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 700 ngàn tiền Việt Nam đồng. Vãi chưởng. What the 70 đồng cho con, 700 ngàn cho con này. Kiểu mình lúc đó mình không biết tại sao mình xuống tiền mua em này luôn á. Nhưng mà mình phải nói thật sự rằng là hơi bị uổng tiền so với lại những con khác mà mình đã từng mua. Và tiếp theo là bên phải mình chính là em Piccolo Ma Vương. Nhìn nó trông giống Piccolo vậy thôi, nhưng mà nó lại là chính là Ma Vương. Nó là kiểu đời đầu của Piccolo kia, phải không ta? Hình như là vậy á. Và em này được mình mua với giá là khoảng 50 đồng, sẽ rơi đó khoảng tầm 1,2 triệu cho em này. Thì theo mình đánh giá thì em nó có cái giá cũng khá là dễ chịu so với mặt bằng chung của Ichiban hiện giờ. Nhưng mà không phải là con này nha, con này 30 đồng thì nó có chút xác ép nhưng mình cũng không tin. Nhưng mà so với những con Master Lizes này á, thì em này có cái giá khá là dễ chịu. Hình như mình không rõ là em nó đi chung live với những con nào, nhưng mà mình chỉ biết là con này nó mình mua nó lúc mà nó đứng một mình ở trong cửa tiệm. Mình bước vô mình cảm thấy nó khá là cô đơn, mình nên mình hốt em nó về thôi. Và hai con này đều có đích đến là châu Âu, kiểu bãi trưởng. Và bỏ cái vấn đề đó qua một bên đi, thì đây chính là một trong hai em mà mình kiểu không biết tại sao cái vấn đề mình tại sao mình lại mua em này. Bởi vì mình thực sự không quá thích và không quá đặc sắc về con này. Theo mình những gì mà mình nhớ là nó chỉ là đời đầu của con Piccolo, mà hiện giờ kiểu Piccolo bạn của Goku thôi. Mình cũng có mua một con Piccolo đó, nhưng mà mình sẽ không hiện giờ, không chưa review hiện giờ, tại vì mình mua em nó ở Việt Nam và em nó vẫn chưa có mặt ở Mỹ này. Và để nó sơ qua một tí thì những thứ cơ bản về hộp của một hộp của Ichiban thì mọi người cũng có thể thấy ở đây rồi đó. Khá là cơ bản, chả có gì đặc biệt cả, không có gì đặc sắc luôn. Chỉ có cái là cái giá của nó hơi đặc biệt, nhất là em này. Và ok, mình nghĩ là mình sẽ khui hộp hai nó ra để review tiếp cho mọi người luôn. Và ok, đây là hai em nó sau khi đã được lấy ra khỏi hộp của mình. Thì bên trái mình chỉ là em sale con Junior, và em bên phải mình chỉ là Marvel Piccolo. Thì đầu tiên là thôi con lớn trước đi, con lớn nó có tinh thần hơn. Thì đầu tiên là về con Piccolo Marvel. Thì về tổng thể của em nó thì theo mình đánh giá nha, cái hộp của em nó lúc đầu á, khi mà mình cầm lên á, thì mình cảm thấy rất là nặng, khá là nặng. Thì mình trông chờ một cái em mà nó cũng nặng như cái hộp của em nó. Nhưng mà không, em này lại hoàn toàn khác biệt. Em nó không hề nặng một chút nào luôn, thề luôn á. Kiểu em nó phải gọi là có cái gì đó hơi bị nhẹ luôn á. Mày lừa bố mày. Và một cái lý do mình kiểu mình cũng khá là thắc mắc là tại sao em nó lại kiểu kiểu nó lại một trời một vực so với lại cái hộp của em nó luôn. Thì đây là một cái mà bí ẩn mình không thể gọi là tìm thấy được. Và tiếp đến là về phần chi tiết của em nó. Thì về phần chi tiết thì mình cảm thấy là em này có những cái chi tiết kiểu không có quá nhiều nhưng mà rất là ổn áp, như là những cái đường vân của đặc biệt của đặc điểm của người Namek á. Thì đây ở trên cánh tay, hai cái cánh tay và đầu của em nó đều không, đầu thì không có, ở hai cái cánh tay á nó đều có những cái đường vân như thế này nè. Mọi người có nghe thấy tiếng mình cạo, đó là những cái đường vân của em nó được làm khá là ok. Tuy là con này kiểu nó không như là kiểu tụi Saiyan hay là người trái đất để có gân đồ các thứ á, thì em này nó sẽ có một chút gân ở phần bàn tay thôi, chứ không phải là gân ở như là kiểu chạy dọc ở phần bắp tay được các thứ. Tại vì kiểu phần bắp tay thì nó bận kiểu có những cái đường vân rồi, chừa chỗ cho cái đường vân rồi. Và ngoài ra thì nó ở những cái phần bắp các nhất định như là bắp vai, bắp các thứ này nè, thì nó đều có những cái phần màu đỏ đỏ này, đặc trưng của người Namek, kiểu đặc điểm nhận ra luôn á. Và phần phần quần áo đồ các thứ thì làm cũng khá là ok, chi tiết. Nhất là phần màu sắc nha, có độ đậm nhạt của brush nhất định đây nè, tạo cho những cái phần mà bộ đồ của con này thêm sinh động nha.
ở một phần mà phần giày cũng có nữa. Ở cái phần này thì họ lại làm tốt phết luôn á. Tại vì thực ra không phải là con nào kiểu họ cũng làm kiểu Ichiban cũng làm brush như thế này đâu, nhưng mà cũng không phải con nào mà họ cũng làm đẹp như thế này đâu nha. Nhất là con những cái con thuộc kiểu dòng Ichiban mọi người biết rồi đó. Và đặc biệt nhất là chính là cái phần khoang miệng của em nó, mọi người có thể nhìn thấy rõ nha. Không biết rõ không? Nhưng bên trong em nó họ có làm các cái cổ họng luôn á. Bình thường nha, những con như thế này á thì ở bên trong á họ chỉ sơn đỏ hoặc là cái gì đó thôi, hoặc đỏ đậm hoặc kiểu họ không làm gì luôn. Nhưng mà bên trong thì mình có thể thấy được cả cái khoang họng. Không phải cái khoang họng, nhưng mà kiểu khi mà mình nhìn vô cái người đối diện á, mình có thể thấy được cái phần mà cái cục mà ở giữa cái họng của mình á, nó gọi là cái gì ta, mình cũng chả hiểu, chả biết nữa. Nhưng mà mình có từ cái phía của mình á, mình có thể nhìn vô được thẳng của con này được luôn, kể cả răng nanh được các thứ họ làm cũng khá là tốt. Đó là một điểm gọi là điểm cộng dành cho em này. Về mặt bằng chung thì em này khá là ok, tư thế đứng cũng dễ trưng, màu sắc ok, gọi là chi tiết tốt. Con này phải gọi là đỉnh cao cao của chó. Nó chỉ có một cái đặc điểm lỗi nhỏ, à không phải là lỗi nhỏ, nhưng mà một cái nhược điểm nhỏ của em này, đó chính là ở hai cái phần anten trên cái đầu của nó. Thì khi mà té xuống á là mọi người kiểu nên cẩn thận một chút, bởi vì hai cái phần này tuy là nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà nó là bằng nhựa dẻo á, nên đôi lúc á thì rớt xuống nó sẽ bị cong, hoặc là nó kiểu cũng bị gãy luôn á, tại vì nó hơi là mỏng, nó hơi mỏng đây. Nhưng mà kiểu người Nam Mác mà biết sao giờ. Mà khoan, xí Piccolo Ma Vương có phải là người Nam Mác không? Hình như là phải á. Thôi kệ đi. Và ngoài ra thì con này cũng được cho một cái đế trông như là những con Ichiban khác, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt của con này là một điều á, là nó không thể đứng, à đó, nó không thể đứng vững được khi mà không có cái đế. Tại vì cái tư thế đứng của em nó, mọi người có thể thấy đây nè, là nó bị cong á, hình chữ S á, nên nó không thể đứng được, nó kiểu nó bị ưỡn cái ngực ra ngoài á, nên nó cần một cái. Ok, hợp tác tí đi chứ, alo. Nên nó cần một cái đế để giúp em nó đứng được. Tuy là cái đế này mọi người như biết rồi đó, nếu mà ai có sở hữu Ichiban nhiều thì sẽ biết là những cái đế của con, những cái con Dragon của Ichiban á, thường nó không được gắn sát quá đâu, nhưng mà nó hỗ trợ đế hỗ trợ đứng cũng ít lắm. Nhưng mà con này thì cũng ok, la đôi lúc thì nó cũng ngã xuống á. Đó, thấy không? Nó cũng ngã xuống. Ảo thật đấy. Và ok, cho em này đi sang một một bên một tí. Thì tiếp đến chính là em hãy cho em nó nằm đi cho nó chắc. Thì tiếp đến chính là em sale con Junior, phần một phần tách của em sale Final Form. Thì theo mình biết á, là hình như một em Final Form á, sale Final Form sẽ tách được khoảng hình như là 3 con hay 7 con ta. Nhưng mà đại loại là tách khá là nhiều sale con như thế này. Thì Bandai sẽ không có ý định sản xuất ra 7 con khác nhau như thế, mà họ có một cái nước đi khá là gọi là đỉnh cao. Đó chính là cử động được một bộ phận gọi là của trên có con sale này. Kiểu mô hình thì thường không có những cái con mà cử động được tư thế. Đa số là hầu hết tất cả các mô hình của mình không có con nào có thể cử động được tay chân hay là bộ phận nào trên cơ thể cả. Và đây chỉ là con đầu tiên. Nè, mọi người coi nhá, hai phần cánh tay có thể đưa lên đưa xuống như thế này này. Kiểu vải chưởng, chỉ cần kiểu có một hành động là đưa lên hoặc là đưa xuống, hoặc cả hai cùng đưa lên hoặc cả hai cùng đưa xuống, đó chính là đó có thể tạo ra một gọi là tư thế cho một con sale rồi. Tao gì đấy. Và đó, mọi người chỉ cần mua 3 hoặc 7 con như đúng trong phim để chúng nó đứng cùng với nhau, chung với con final sale. Thế là mọi người đã có một dàn quân mà không cần gọi là cái gì gọi là quá kiểu nhà sản xuất không cần phải sản xuất vắt óc suy nghĩ sản xuất ra gọi là những con khác y chang như thế, nhưng mà vẫn có thể gọi là tái hiện như trong phim. Chỉ có một cái điều là khổ cho người chơi là họ cần phải mua 3 con hoặc 7 con trông như thế này chỉ để kiểu dựng lại cái hiện trường trong kiểu anime thôi. Như thế thì có bị gọi là ác quá không ta? Nó hơi kỳ á, nhưng mà thôi, cái chuyện đó không phải của mình, tại mình không có nhu cầu để dựng lại cái hiện tượng đó. Mày đừng có bốc phát. Và ngoài ra thì có một cái không thể dựng được hiện tượng đó chính là cái khuôn mặt của em nó khá là giống nhau, nên dựng thì nó chỉ có thay đổi ở phần tư thế tay thôi, chứ ngoài ra những tư thế khác thì nó cũng chả có gì thay đổi cả. Và về nhìn về tổng quan của em này á thì
Tuy là có câu là tiền nào của đó, nhưng mà tuy là em này khá là mắc, nhưng mà so so với nó nha thì mình đánh giá là khá là mắc, kiểu 30 đồng cho một con như thế này kiểu bị điên hết cả rồi. Và thật ra để mà nói thì con này xuất sắc thì cũng không gọi là quá xuất sắc, mà gọi là tệ quá thì cũng không gọi là tệ quá. Sao nó bị ao nét rồi ta? À đây, tệ quá thì nó cũng không phải gọi là tệ quá. Về màu sắc tổng quan á, thì em nó cũng khá là ok được, nhưng mà nó chỉ không có cái những cái phần đậm nhạt á, tại vì có thể là con này nhỏ quá nên họ không làm những thứ như thế, như là phần đậm nhạt trên cái phần lưng hoặc người của con này thì không có. Nhưng mà về màu sắc á, thì họ làm cũng khá là ok. Nét về phần chi tiết thì gọi là tạm ổn, không có lem là được rồi, không có gì quá đặc sắc, không có gì những cái chi tiết quá cầu kỳ. À chỉ có một cái là nó có cái nhếch miệng này nè, thì họ họ làm cũng cũng có tâm, họ làm nhếch lên cái, họ kiểu họ làm những cái đường á để tạo hiệu ứng cho em nó thì cũng được phết. Và ngoài ra em nó cũng có một cái đế đi kèm trông như thế này. Đây là cái đế của em nó, nhỏ y chang nó. Và cái đế này sẽ được gắn ở phần bên tay, phần lột phần bên chân chân trái, chân trái hay chân phải ta? Hello. À thì ra chân phải nha. Ủa à không, thực ra là chân trái. À thì ra chân phải nha, mình bỏ lầm bên. Few moments later. À thực ra là chân phải chứ không phải chân trái nha. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Và đây chỉ là cái đế khi gắn lên chân của em nó. Mặc dù là khi mà không có đế thì em nó đứng cũng được, nhưng mà nó hơi kiểu dễ ngã và nó hơi kiểu bập bênh một tí. Nhưng mà khi gắn cái đế lên á thì em nó ổn định hơn, trông nó kiểu nó đứng vững vàng hơn và trông nó đỡ chướng mắt hơn. Tại vì với cái giá tiền mình vẫn còn cây cú, nó là 30 đồng cho một con chút xíu như thế này thì mình vẫn cây cú á. Thề luôn, không hiểu kiểu gì tại sao mình lại bỏ tiền ra mua 30 đồng con này, Ngu dốt. chả hiểu kiểu gì. Và ok, đây là bài review về hai em nó của mình ngày hôm nay. Nếu mà để chấm điểm á thì em này do về gọi là tổng quan chi tiết của em nó thì cũng được, không có gì mà gọi là bị lỗi hay là bị lem cả, nên mình chấm em này khoảng cỡ 8 điểm. Một điểm trừ là vì tội quá mắc, một chữ điểm trừ vì tội quá nhỏ. Cực kỳ thuyết phục. Có bị ngang ngược không ta? Mà thôi kệ đi. Và tiếp đến là em Ma Vương Piccolo này, thì mình chấm em này khoảng cỡ 9 điểm rưỡi. À 9 điểm thôi, quên, trừ một điểm tội cái cân nặng của em nó không như là cái hộp. Chả hiểu tại sao mỗi cái hộp vô lại nặng, rất nặng nha. Nhưng mà khi mà lau em nó ra nhẹ hiều, kiểu vải chưởng. Lừa, chả hiểu kiểu gì. Và ok, đó là bài review của ngày hôm nay của mình. Và nếu mọi người thấy hay thì nhớ nhấn cho mình một like, share và subscribe, cũng như là đón chờ những cái video sắp tới nhé. Thì thật ra là sẽ có nhiều video sắp tới khá là nhiều ạ.